À, em xin chào các bác ạ hôm nay thì tiện à, cái đơn hàng của hai bác khách à, anh Trung ở cây à, ở cây xăng à, bến xe Lam Định và anh à, Nguyễn Văn Dấn ở thành phố Hà Giang thì hai bác này thì bác ấy đặt lấy ở bên em à, hai cái bộ đầu màn chọn bài gọi là đầu liền màn chọn bài của hãng BTE à, thì đây là một cái dòng sản phẩm mà chuyên cung cấp cho những cái phòng hát karaoke chuyên nghiệp thì đây là những cái sản phẩm mà dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp thành ra là cái độ chất của nó thì cực kỳ cao và đây thì là những cái sản phẩm mà chuyên nghiệp thành ra là à, các bác hát karaoke thì rất là thoải mái và em lối qua một số những cái cấu hình chính của cái cái sản phẩm này à, thứ nhất là đây là một cái hệ thống đầu liền màn có nghĩa là đầu chạy ổ cứng và cái màn hình cảm ứng là nó liền trên một cái thiết bị như này Ở đây thì em đang tháo rời ra ở đây thì phụ kiện của nó gồm có cả cái chân chân của cái màn hình cảm ứng ở đây ạ à, cái hộp đây à, chân đây đế chân đây và dây dợ tín hiệu có đầy đủ đây ở đây thì em nói sơ qua thứ nhất là về cấu hình của con này thì con này đang chạy ổ cứng 4T và các bác có thể nâng cấp lên được 6T ở đây thì dữ liệu của bài hát có sẵn ở trong bên trong ổ cứng thì là rất là nhiều như các bác nhé rất là nhiều ở đây các bác sẽ nhìn của nó là 3366 trang mà mỗi trang nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Có 8 bài 8 bài mỗi trang mà các bác nhân với cả 3366 trang thì nó ra bao nhiêu bài hát Cực kỳ nhiều bài hát, vô số bài hát luôn Đấy là những cái bài hát tích hợp sẵn ở bên trong ổ cứng Các bác cứ có điện là hát luôn những cái bài hát này tiếp đến nó có một cái chức năng cực kỳ tuyệt vời nữa là hát online ở YouTube các bác sẽ hát trực tiếp ở YouTube các bác thấy nhìn loát ở YouTube nhanh không cực kỳ nhanh dữ liệu ở YouTube đây có nghĩa là nó hát online ở trực tuyết ở YouTube luôn đấy là chức năng thứ hai tiếp đến là con này nó có chức năng nữa là tự download bài hát mới của hãng về có nghĩa là hàng tháng ở công ty BTE sẽ sản xuất một số những cái bài hát mới à, mua của ca sĩ có bản quyền và người ta up lên server của hãng thì các bác sẽ từ cái đầu máy là các bác sẽ cắm mạng và các bác download cái bài hát về và lưu trữ trong bên trong ổ cứng à, đấy là một cái tính năng nữa à, tiếp đến là con này nó có một cái tính năng nữa cũng rất là hay rất là tiện đó là các bác có thể là dùng điện thoại di động ngoài cái, cái việc mà dùng màn hình cảm ứng nhé các bác nhé để chọn bài thì các bác cũng có thể là dùng điện thoại di động ví dụ đây em sẽ chọn một cái bài bất kỳ và em sẽ qua bài đây Đấy, các bác sẽ nhìn nó sẽ qua bài ngay Đây, em sẽ ấn cái màn hình nó to lên Đây, tiếp tục em sẽ chọn ra một bài khác chẳng hạn Thì tất cả những cái thao tác mà có ở trên màn hình cảm ứng Thì đối với điện thoại di động thì cũng có có như các bác nhé Trên điện thoại di động các bác cũng có thể làm được Đấy, em tua lấy like bài à, to nhỏ Và tất cả những cái chức năng khác ở trên điện thoại di động Thì nó có sẽ có một cái ứng dụng nó chạy ở trên điện thoại di động Các bác download về và chạy tải cái ứng dụng đấy Thì nó rất là hay và tiếp đến nó là một cái có một cái ứng dụng nữa cũng rất là hay là dành cho những anh, anh em đi làm sự kiện à, anh em đi làm sự kiện đó là à, đọc usb à, đó là cái chế độ đọc usb nhá đọc dữ liệu ở trên usb các bác sẽ cóp nhạc và cóp video vào usb và các bác cắm vào trong cái thiết bị này để cái thiết bị này nó đọc từ usb thì các bác đi làm sự kiện thì có rất nhiều những cái video cũng như là video ảnh cưới hoặc là những cái video của những cái nhà đám mà người ta chuẩn bị sẵn rồi thì các bác chỉ cần cắm vào những cái thiết bị như này để các bác đọc thì các bác vào phần uh, uh, giải trí này và các bác sẽ vào phần uh, đọc usb đây thì nó sẽ đọc được những cái dữ liệu đấy thì nó rất là hay và ngoài những cái tính chính lăng chính đấy thì con này nó còn rất nhiều những cái tính năng lưng cao khác đấy thì cái này thì em uh, đã có một những cái video giới thiệu rất sâu về con này thì hôm nay chỉ là một cái video uh, test hàng trước khi gửi đi cho khách đồng thời cũng là giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này Thì với cái sản phẩm này thì hiện giờ bên em đang bán mấy cái giá thành cực kỳ hợp lý cho các bác nhé Cực kỳ hợp lý cho các bác Và hôm nay thì cái bác khách bác ấy vừa lấy con màn này Có hai bác thì mỗi bác lấy một con Và một bác lại lấy thêm một cái con vang lake FX8 Một cái dòng vang bán rất là chạy trên thị trường Và hiện giờ thì bên em đang cung cấp cái phiên bản nâng cấp lần thứ tư với cái cấu hình mạnh hơn và cái bao bì đóng gói nó đẹp hơn rất là nhiều như các bác nhé đây ạ lex fx8 thì cái phiên bản đợt trước thì các bác sẽ sử dụng là những cái cái bao bì nó như thế này nhưng bao giờ phiên bản mới thì sử dụng cái bao bì màu này rất là đẹp chắc chắn hơn rất là nhiều đây ạ à, đây là cái phiên bản cũ các ạ phiên bản cũ đây là phiên bản cũ và đây là cái phiên bản mới các bác nhé đấy thì với cái phiên bản mới này thì nâng cấp về cái cấu hình và cũng như là cái hình thức nó rất đẹp hơn rất là nhiều đấy thì cái và con vang này thì tiếng nó rất là hay và các bác sẽ nhìn thấy những hình ảnh của con đầu đầu liền màn BTE xuất lên hình ảnh ở TV cực kỳ sắc nét luôn ạ, cực kỳ sắc nét. thì đối với những cái sản phẩm mà đầu màn chọn bài của hãng BTE này thì các bác hát karaoke hoàn toàn an tâm các bác nhé. Đấy thì em làm một cái video em giới thiệu cái sản phẩm này Thì với những các bác mà rất thích hát karaoke nhưng mà các đang hát ở mạng internet ấy, hát ở youtube ý, Thì rất là bực mình ở cái chỗ là khi có thể là các bác đang hát thì có thể là chuyển sang quảng cáo ở youtube người ta chuyển sang quảng cáo Hoặc là ví dụ đang hát thì mất mạng không hát được nữa Hoặc là cũng có thể là đang hát thì uh... À, rất nhiều những cái trường hợp nếu mà ở trên mạng internet thì có rất nhiều trường hợp nhưng đối với những cái sản phẩm mà à, dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp này thì các bác chỉ cần cắm điện và hát karaoke thì với cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh thì rất là chuyên nghiệp rồi đấy rất là sắc nét rất là đẹp để các bác sẽ nhìn ở đây ạ đấy thì các bác hát karaoke sẽ rất là là, là 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 hữu dụng và cái nữa là à, rất là tiện lợi đầy đủ bài hát và rất là à, cái, cái 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 chạy của nó rất là mượt mà hình ảnh âm thanh luột là Đấy thì với những cái sản phẩm này các bác hoàn toàn an tâm nha các bác nhé. Đấy thì em giới thiệu sơ qua với sản phẩm này, tiện hai cái đơn hàng của hai bác khách thì em giới thiệu với sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này bên trong ở cái hộp này thì nó sẽ có một cái màn cảm ứng gọi là đầu liền màn, đây thiết bị bên trong đây. Và kèm theo nữa là một cái bộ phụ kiện gồm cái chân của màn cảm ứng và những cái dây rắc kèm theo của thiết bị các bác nhé. Và cái thiết bị này nó sẽ vừa thu wifi và vừa phát wifi các bác đi làm đám thì hoặc là ở gia đình ấy ví dụ các bác không muốn đi dây thì các bác có thể là bắt wi-fi hoặc là các bác sẽ sử dụng chính cái điện thoại này để phát wi-fi sau đó cái dùng cái màn này bắt cái wi-fi cho điện thoại nó phát ra để các bác vào mạng internet thì nó rất là hay rất nhiều phương án để cho các bác lựa chọn các bác nhé. đấy xin cảm ơn các bác đã theo dõi video em xin chào các bác và bên em còn rất nhiều những cái thiết bị cung cấp cho phòng hát nhé các bác nhé. bác nào có nhu cầu thì liên lạc bên em giá thành rất hợp lý cho các bác ạ à. xin chào các bác